Chào các bạn nhé. Trong cái video ngày hôm nay mình sẽ quay về cái nhà vườn mình. Nói chung là cái nhà vườn bây giờ nó cũng xong cơ bản rồi đấy. Mình sẽ quay cái phần bên ngoài các bạn xem. Lâu rồi mình không quay về cái nhà vườn này. Đây. Bên ngoài mình nói chung là xong hết rồi. Cây cối lên ngon lành rồi. Ngoài này mình chống thấm bằng xi măng pha với lại keo ATM ấy. Sau đó mình để nguyên như này thôi, mình sẽ trồng cái cây cây gọi là cây thằn lằn, hay là cây cây dây leo vảy ốc gì đấy, nó sẽ phủ xanh hết cái chỗ này. Đấy. Thì bây giờ đang mùa hè nên là mình chưa trồng, mình định để đến mùa mùa mưa mình sẽ trồng cây đấy, nó sẽ phát triển nhanh hơn. Đấy, và chỗ này thì sẽ làm một cái dàn hoa. Mấy hôm nữa mình sẽ làm, đợi nó trời nó mát đã, bây giờ nóng quá. Làm cái dàn hoa, một cái dàn hoa hoa giấy ở đây để che cái vị trí cái gara này. Còn tường này thì sẽ là cái cây cây dây leo vảy ốc, nó sẽ bám hết vào tường này nhá. Mình quét cái lớp chống thấm này rất là dày. Mục đích là để cái cây nó bám bên đây, nó không ảnh hưởng gì đến cái tường. Đấy, còn cái phần sân này thì đã trồng hết cây rồi này. Trồng hoa với các kiểu cây là ok rồi. Đấy. Bên trong nhà thì nhà này thì nói chung là xong. Và nội thất là cũng ok rồi. Đấy, nhà mình lắp quạt này. Đèn đóm các kiểu ok hết rồi. Điện hệ thống điện ok rồi này. Đấy. Cái tường này mình đã ngăn bằng thạch cao, bên trong là có bông thủy tinh rồi để ngăn cách cái phòng này với lại cái gara bên kia. Đấy, điều hòa các thứ có hết rồi, lắp một số vật dụng cơ bản. Chỗ này sau này sẽ làm cái bếp. Thì bếp này mình sẽ tự đóng nên là cái vị trí này mình không sơn kỹ. Bởi vì sau này cái bếp nó sẽ đến tận trần luôn. Mình không sơn kỹ lại, mình lắp tạm điều hòa mới bàn ghế các thứ để cho ông bà nhà mình ở tạm đây đã. Có chỗ ở đã. Đấy, tivi các thứ, mạng nữa, nhà thông minh lắp xong hết rồi nha. Đấy. Còn những cái chỗ là liên quan đến đồ mộc là mình chưa lắp, bởi vì sau này mình sẽ tự làm, mình sẽ tự làm bàn ghế với tủ bếp, tủ lavabo các kiểu bên cái sửa bên kia. Đấy, rèm các thứ mình lắp hết rồi, có cả hệ thống rèm chống muỗi, cửa chống muỗi có hết. Đây một chút là cái đấy là phòng khách và bếp. Còn đây là nhà vệ sinh. Xong hết rồi này. Đó. Sau này sẽ có một cái tấm kính ngăn đây nữa. Nhưng mà mình chưa lắp tấm kính và mình đợi để mình làm xong cái bếp xong. Thì mình sẽ lắp cái kính ở bếp và mình lắp cùng luôn cái này trong một lần. Đấy. Nước nóng các thứ thì mình để trên trần thạch cao nhé. Mình để lên trên này. Tự mình làm hết. Đấy, giấu hết đi. Đấy. Là xong. Xong nhà vệ sinh. Còn nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi. Có hai cụ già ở thôi nên là chỉ có phòng ngủ đây, phòng ngủ đây. Thì giường này cũng là tạm thôi nhé. Sau này mình sẽ đóng một cái giường khác với lại đóng giường, đóng tủ quần áo các thứ. Nó sẽ âm vào cho nó sẽ dính hết vào trên tường này. Mình sẽ làm rất là gọn gàng cả cả phía bên này. Có một cái ghế ngồi vị trí này để ngắm cảnh ngoài vườn nữa. Đấy, bây giờ thì tất cả những cái liên quan đến đồ mộc là bây giờ mình chưa làm, nên là mình những cái vị trí là mình lắp cái gì đấy là mình tường mình không sẽ sơn chỉ một lớp thôi, nên là các bạn sẽ thấy là có một số vài cái vị trí là tường nó chưa được sơn hết. Đấy, cái giường này đang tạm thôi, điện đóm các kiểu ok hết rồi này. À, xong phòng ngủ nha, điều hòa hết rồi nha. Phòng khách này, bàn mấy cái này là tạm hết thôi, những cái liên quan mộc mình sẽ làm sau. Rèm riết các thứ lắp hết rồi. Đây, cửa chống muỗi đây, sân lát sân rồi này. Đấy, vẫn còn thừa gạch để làm một số thứ nữa này. Đấy, điều hòa lắp xong hết rồi. Đấy, bàn này vỡ mất cái đá rồi. Đi lên trên tầng một chút, chỗ này để máy giặt này.
Trên này bây giờ đang là mùa hè nên là mình chưa dám triển khai cái gì vì nắng quá. Nắng ở trong Đà Nẵng kinh khủng luôn, không thể làm được cái gì. Trên này thì mình mới chống thấm thôi. Chống thấm ở đây mình sử dụng nhựa đường nhé, nhựa đường chống thấm cực kỳ tốt. Với lại thứ hai nữa là sau này trên này sẽ đổ đất để trồng cây để sẽ có cả dây leo lên những cái giàn này nữa, sẽ có một vùng trồng trồng hoa, chủ yếu trồng hoa và chỗ ngồi để uống nước uống cà phê các thứ. Nên là mình chống thấm bằng cái nhựa đường này, thế là tốt nhất. Tạm thời là mình cho hết lá dừa các thứ lên đây để cho chống nóng bên dưới đã. Đấy, cho lá dừa lên đây bởi vì là bây giờ mùa hè nóng lắm, mình không làm được cái gì nên mình tạm thời mình đặt lá dừa này. Đến cái mùa mát thì bắt đầu mình mới triển khai làm ở ngoài trời được, chứ bây giờ nóng lắm. Bên này là sẽ là năng lượng mặt trời, cũng phải là đến mùa mát thôi. Tầm này chưa dám làm cái gì, chống thấm tạm nè. Chống thấm sau này sẽ triển khai sau, lát gạch, ốp gạch hoặc là trồng cây ở kiểu tính sau. Đấy, may mà cũng làm được cái giàn cái này xong hết rồi. Rồi ngoài vườn thì bây giờ ok rồi, cây cối ấy phát triển quá mạnh luôn. Ông bà vừa trồng cây hoa hoét mọc suốt ngày. Từ một bãi cát trắng mà ra được như thế này đấy. Ổi rất là nhiều quả luôn, cây ổi này phải cả 100 quả ấy nhỉ. Cây khế bắt đầu ra quả rồi, nhiều quả kinh khủng, quả nhỏ thôi nhiều kinh khủng đấy. Rau bầu bí thì thôi rồi luôn, rau nhà mình ăn không hết luôn, rau quá nhiều. Đu đủ thì cũng bắt đầu ra quả rồi đấy. Gà đẻ một ngày 10 quả trứng này, chó cũng sắp sửa đẻ. Cây mít lớn hơn so với lúc đầu tiên rất Nhiều nhiều. mướp này, mướp nhiều quá không đấy, đang lên đấy mà đầy chi chít. Nhiều nhỉ? Ăn không hết đấy, bà phải cho bớt đi chứ, nhà con ăn đâu hết rồi. Nào phải mang cho bớt đi, sang mang cho nhà dì Hồng bớt. Đấy, cây bàng Đài Loan lá rất to, vài tháng nữa là tán ra cực kỳ nhanh luôn. Chuối thì chưa thấy gì nhỉ, chuối chắc còn phải phải lâu. Nói chung là cứ phải từ từ, nhà vườn là cứ phải từ từ. Hôm nào còn phải làm cái sông ngoài nữa, phải đến mùa mát mới làm được ngoài trời chứ mùa này không thể là làm được. À, còn bên này là bên cái xưởng của mình. Xưởng này bây giờ đang rất là bừa bộn vì để tạm đồ đây đã. Nóng lắm, mùa này nóng lắm, mình chưa dám làm gì. Nói chung là mùa này chỉ đi chơi đi du lịch thôi. Còn để đến mùa mát bắt đầu mình triển khai tiếp. Bên này sau này sẽ làm cái xưởng mộc. Đây máy móc các kiểu mua hết đầy đủ. Còn nhiều máy lắm, mình có nhiều máy móc để làm mộc. Thôi cứ từ từ đã. Đấy thôi. Quay qua như thế đã. Rồi, chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.